Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Chúng ta cùng tiếp tục với series tất cả những Another Rider trong series Kamen Rider Zio. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Another Hibiki và kết thúc với Another DK. Chúng ta cùng bắt đầu vào video lần này nào. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Another Hibiki sau khi bị ZO2 cùng với Gary Vai đánh bại lại lộ thân phận bản thân chính là Suzumiya, người bạn thời nhỏ của Sogo. Cả hai người đều có những ước mơ vô cùng bá đạo, một người muốn trở thành Oni còn kẻ kia lại muốn trở thành Omazio. Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, hồi tưởng chưa được bao lâu, Suzumiya lại lần nữa chuyển hóa thành Another Hibiki. Another Hibiki là kế hoạch của Tamzaker Ura. Hắn ta muốn dẫn dụ Hibiki thật sự. Với sự xuất hiện của tên Another Hibiki sẽ làm khuấy đảo thế giới Oni. Kế hoạch này có vẻ không được suôn sẻ lắm khi rất nhiều người xuất hiện, nhưng vẫn chẳng có ai là Hibiki thật sự. Quay lại với Another Hibiki, hắn ta với gương mặt hung hãn, những chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với cặp sừng thương hiệu của những Oni, hai chiếc vai đều được chạm khắc đồ quỷ thể hiện sự hung hãn, thắt lưng vàng, phần mảnh vải bay phấp phới trên người như một vị thần bị sa ngã. Another Hibiki còn trang bị thêm hai phần vũ khí đặc trưng ở sau lưng hắn, thuận tiện cho việc cất giữ và sử dụng, giống hệt với Kamen Rider Hibiki. Khả năng chiến đấu của Another Hibiki cũng thuộc loại tốt, khi có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của hai Armor Time, Kamen Rider Gay cũng như Zio. Khả năng chiến đấu này cũng không thể nào bù lại sự thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, khi dễ dàng bị áp đảo bồn của chiến binh lão luyện hơn so với Zio cũng như Gay. Khả năng đặc biệt của Another Hibiki là tạo ra hơi thở lửa, ngọn lửa tím được phun ra từ miệng của mình. Vũ khí của Another Hibiki không phải là hai Ogekibo Rekka giống như Hibiki, mà là hai chiếc chùy nhỏ gắn sau vai của hắn. Hai chiếc chùy này có khả năng tấn công bình thường cũng như cường hóa bằng ngọn lửa đỏ, giúp chúng gia tăng kích thước lên đáng kể. Trong trạng thái cường hóa, cả hai chiếc chùy thường được hắn vung về cùng một hướng để tăng sát thương lên gấp đôi, cũng như phạm vi tấn công và cường hóa sát thương từ lửa là những điều đặc sắc nhất mà Another Hibiki thể hiện. Khối thiên thạch mang sức mạnh của Kamen Rider đến từ vũ trụ Ginga đã là một pha vô cùng sóng gió với thế giới của Zio. Tất cả mọi người phải hợp lực lại để đánh bại tên Kamen Rider mang sức mạnh từ vũ trụ này. Tưởng chừng đó đã là thiên thạch cuối cùng rớt xuống trái đất, thì một thiên thạch khác cũng mang theo chất chứa một mối nguy hiểm mới. Boom, bọn chúng lại một lần nữa kéo đến, cũng như sự xuất hiện của tên Another Kabuto. Khối thiên thạch này đã dễ dàng bị Zio phá hủy bằng sức mạnh từ 4Z, nhưng nó chỉ mới là khởi đầu. Khối thiên thạch to gấp 10 lần nó đang chờ đợi để rơi xuống trái đất. Không thể nào phá hủy khối thiên thạch to đến như thế. Zio bắt buộc phải lui quân nhằm tìm ra kế hoạch khác tối ưu hơn. Quay lại với trận chiến tại trái đất, kế hoạch của Sogo lại chính là đánh mất hai chiếc Ginga Watch cũng như 4Z Watch, hai thứ duy nhất có thể phá hủy được khối thiên thạch. Nó đã rơi vào tay của Kageyama, Kamen Rider Pen Hopper, hiện tại lại chính là Worm giả dạng. Hắn ta còn được sự trợ giúp của Kamen Rider Kick Hopper và Guruma, cũng chính là chủ thể của Another Kabuto. Another Kabuto là sự kết hợp giữa Kabuto cùng với Worm. Nó giống như hình dạng một con Worm lột xác ra sẽ tạo thành Another Kabuto vậy, với tông màu đỏ đặc trưng, nhưng thiết kế lại bất đối xứng so với Kabuto. Điểm xuyến là những chân côn trùng trên toàn bộ cơ thể. Phần vai bên phải có tạo hình một chiếc lưỡi liềm. Điều đặc sắc nhất có lẽ là phần đôi tai kéo từ thân cho tới phần miệng của Another Kabuto, giống hệt với tạo hình của Worm. Một đôi mắt đang than khóc hay là sức mạnh muốn nuốt trọn cả thế giới. Phần thắt lưng của anh cũng được thay thế bằng biểu tượng Worm, một con ấu trùng đang dần nở ra. Mang sức mạnh của Kamen Rider Kabuto thì tất nhiên phải có năng lực đặc trưng của thế giới này, đó là Cloud Cup. Anh ta dễ dàng di chuyển với tốc độ ánh sáng để áp đảo kẻ thù. Nhưng trong thế giới, kẻ thì điều khiển sức mạnh của vũ trụ như Ginga hay là Revive Shifu của Kamen Rider Gaze. Không có cách nào mà Cloud Cup ở đây có thể thật sự phát huy được tác dụng. Nhưng dù sao có vẫn hơn không, anh ta cũng phần nào có thể cứu giúp được người em trai Kageyama báo đời của mình trong một số trường hợp nguy cấp. Ngoài khả năng đặc trưng này ra, Yaguruma cũng chính là Kickhopper, nên anh ta dễ dàng tận dụng một đòn tấn công Rider Kick trứ danh của Kabuto. Anh ấy có thể spam đòn tấn công này liên tục khi kích hoạt luồng điện xanh chạy khắp cơ thể để ra những cú Rider Kick chí mạng của người kẻ thù. Rất nhiều đòn thế Rider Kick đẹp mắt đã được anh ta tung ra trong suốt trận chiến.
Another Dino là một biến thể đặc biệt của những Another Rider. Nó có hai biến thể, một trong movie Heisei Forever và hai là trong TV series của Zio. Phiên bản trong movie Heisei Generation Forever được chuyển hóa từ nhân vật Ataru Hisanaga. Anh ta là một chàng trai sống tại thế giới không có bất kỳ Kamen Rider nào và ký khế ước với một Imagine với mong muốn thế giới của mình sẽ tồn tại những Kamen Rider. Rất nhiều sự kiện tiếp theo đã được diễn ra trong movie, trong khi bảo vệ một cậu nhóc thoát khỏi sự tấn công của Another Double cũng như Another Dino, anh ta đã nhìn thấy chân thân của Another Dino qua khả năng mở mặt nạ của hắn. Hắn ta lại chính là bản thân Ataru. Bí mật này sẽ được giải thích ở đoạn sau. Khi Ataru cùng với Zio quay trở lại quá khứ, anh đã bị chính Another Double cấy vào sức mạnh của Another Dino để tạo nên vòng lặp bất tận. Chính anh là người đã xuất hiện để tấn công anh ở thời điểm tương lai. Cũng chính anh là người quay về quá khứ để trở thành Another Dino. Điểm khác biệt so với Another Dino còn lại là anh có thể di chuyển với tốc độ cực cao, đánh bại kẻ thù cũng như rút lui một cách cực kỳ điệu nghệ. Ngoài ra, anh còn có thể điều khiển đoàn tàu Another Denliner có công dụng tương tự như đoàn tàu Denliner dùng để du hành thời gian. Nhân vật còn lại xuất hiện trong TV series của Zio là Takuya Endo. Anh ta là một chàng trai căm thù người đàn ông đã khiến chị mình ra đi và mong muốn thay đổi quá khứ đó, đã được Time Zeker Aura ban tặng cho sức mạnh của Another Deno. Do không thể triệu tập sức mạnh của đoàn tàu Another Denliner, anh ta cùng với Time Zeker Aura phải đến để cướp đoạt đoàn tàu Denliner đang được sửa chữa. Không có những quyền hạn lớn như sử dụng CGI trong movie, anh ấy chỉ có hai thanh gươm được gắn trên phần váy của mình, dùng những nhát chém từ xa để điều khiển những lưỡi gươm chém vào đoàn tàu Denliner từ khoảng cách xa. Tạo hình của cả hai Deno cũng hoàn toàn giống nhau, là Deno nhưng với bộ giáp vai cũng như phần vạt áo ở phía sau dài hơn, hai phần đường ray ở hai bên ngực kéo dài xuống chân. Biểu tượng driver cũng được thay thế bằng những ký tự cổ cho trùng lập với hình dạng của Another Double cũng như Another Kuga. Phần mặt có lẽ điểm khác biệt lớn nhất khi nó không còn là biểu tượng quả đào mà là biểu tượng hai cặp sừng tạo thành đôi mắt của chính Kamen Rider này. Vũ khí đặc trưng của anh ta là hai thanh gươm nhỏ được gắn vào phần vây trái. Nó có thể tấn công kẻ thù như hai vũ khí cận chiến, hoặc cũng có thể điều khiển hai lưỡi kiếm từ xa giống như đòn tất sát của Kamen Rider Deno để tấn công kẻ thù. Nữ vương của cả thế giới Another Kiba, kẻ chỉ chịu thua sức mạnh đến từ vũ trụ Ginga. Cô ta là Yuko Kitajima, là một tội phạm đang bị giam cầm, được ban sức mạnh Another Kiba từ chính Time Zeker Aura. Cô ta đã thành công vượt ngục và muốn biến bản thân trở thành nữ hoàng. Cái lý do thật sự thì không hoa mỹ như vậy. Cô ta chỉ muốn trả thù kẻ đã bỏ rơi cô ta để đến với tình nhân của mình. Tạo hình của Another Kiba giống hệt một fungi với tạo hình của Kamen Rider Kiba, tỏa ra nét vương giả bằng chiếc áo tròn ngắn ở phía sau cùng với cặp cánh mini vô cùng dễ thương. Những cổng xích trải dài trên thân rất giống tạo hình của Kamen Rider Kiba. Hai phần vai cũng là đôi cánh được gặp lại tương tự như Kiba, chỉ khác phần gương mặt hệt như một fungi dơi với đôi tai dài. Sức mạnh của Another Fungi cũng khá vượt trội so với những Rider ở thời điểm đó. Bản chất sức mạnh này đến từ Another Rider hay đến từ người biến thân Yuko cũng còn là một ẩn số lớn. Trong dạng Another Rider, cô ta có thể hấp thụ người khác qua việc tạo ra xúc tua từ tai của mình, hút lấy nguồn năng lượng từ những nạn nhân giống như một fungi. Tuyệt kỹ sóng âm từ loài dơi cũng được cô ta phát huy thông qua chiếc miệng từ Another Kiba. Luồng sóng âm này không trực tiếp công kích kẻ thù mà sẽ tạo ra bầy dơi hung hãn sâu xé kẻ thù, hút trọn sinh khí từ chúng. Ngoài những khả năng liên quan tới dơi và fungi, cô ta cũng sở hữu khả năng của Kamen Rider Kiba, cụ thể là triệu hồi được 3 fungi luôn theo sát Kiba. Bọn chúng có thể hoạt động độc lập cũng như tạo ra những đòn tấn công liên quan. Điều bá đạo nhất, chúng có thể trực tiếp chuyển hóa hình dạng vũ khí dựa trên ý chí của Another Kiba, giúp cô ta tấn công cũng như thay đổi vũ khí vô cùng linh hoạt. Cô ta cũng tận dụng vô cùng tốt tất cả những vũ khí, từ hình dạng súng lục búa cho tới hình dạng đao. Tất cả đều được cô ta sử dụng vô cùng thành thục. Another DK được tạo ra từ sức mạnh của DK sau khi Time Zeker Swap hợp tác cùng với DN, tước lấy nguồn sức mạnh từ DK và gần như tiễn anh tới bờ vực sống còn. Hắn ta đã hầu tóm được nguồn sức mạnh khổng lồ từ kẻ hủy diệt thế giới và tạo nên hình dạng riêng biệt, trùm cuối của toàn bộ series Another DK.
Tạo hình cũng giống như bao Another Rider khác, vẫn dựa trên DK nhưng hoàn toàn ma quái và tà ác hơn rất nhiều. Ngoài màu sắc trắng và hồng magenta đặc trưng, hắn ta có 3 đường kẻ đen trải dài trên vai và toàn bộ cơ thể của hắn. Đôi mắt của hắn cũng là đôi mắt xanh nhưng được kéo dài qua hai bên sừng. Phần sừng của Another DK cũng được chia ra thành rất nhiều sừng nhỏ khác nhau, giống như một tên ma vương, một vị chúa tể. Giống như bao Another Rider khác, khả năng của hắn vượt trội hoàn toàn so với DK, thậm chí còn mạnh hơn anh ở thời kỳ đỉnh cao. Hắn dễ dàng thao túng bức màn dựng thế giới để triệu hồi lên những rider cũng như biến mất những kẻ thù mà hắn ta không muốn chạm mặt. World Creation, hắn ta cũng có thể tạo nên thế giới riêng biệt của bản thân, nơi đó lưu trữ tất cả sức mạnh của những Dark Rider. Hắn ta có thể triệu hồi bọn chúng để tấn công, giúp áp đảo kẻ thù. Khả năng của bọn Dark Rider này mặc dù cũng không như bản gốc, nhưng với số lượng áp đảo, đó có thể xem như một đội quân hủy diệt luôn được chôn giấu trong thế giới mà Another DK tạo ra. Tất nhiên đã có thể tạo ra, hắn cũng có thể triệu hồi những tên này tham chiến với khả năng triệu hồi. Không những triệu hồi lên những bản sao vô cảm tính, hắn cũng có thể triệu hồi những rider ở hình dạng con người như Kamen Rider Eternal với cá tính riêng biệt, nhưng bọn chúng sẽ luôn thuần phục trước sức mạnh của tên Another DK. Khả năng chiến đấu cũng như sức phòng thủ của hắn ta trước khi hấp thụ sức mạnh của Omazio cũng hoàn toàn vượt trội so với những rider ở thời điểm đó, dễ dàng hứng trọn cả đoàn final của Kamen Rider Gate Revive không bất kỳ sức mẻ nào. Thậm chí sau khi hấp thụ sức mạnh của Omazio, hắn cũng miễn cưỡng chống đỡ được một đòn từ sức mạnh bá vương thời không. Những cú Rider Punch và Rider Kick của hắn cũng là nguồn sức mạnh bóng tối được tụ hợp với những luồng sấm sét đen bao phủ bởi ánh sáng magenta tụ hợp trên tay và chân, ra những đòn cực mạnh để dứt điểm kẻ thù. Ngoài ra hắn cũng có một tuyệt kỹ là Dimension Blast, tụ hợp được một quả cầu năng lượng khổng lồ với màu sắc tương tự như đòn tấn công Rider Punch và Rider Kick, dùng quả cầu này như một đòn tấn công tầm xa để gây sát thương lên kẻ thù. Để xét công tâm thì nếu so về tất cả những Another Rider thì Another DK cũng thể hiện sức mạnh của một vị bá vương, một tên ma vương đích thực so với một hình dạng cơ bản cũng như những Another Rider khác. Hắn ta hoàn toàn vượt trội nên vì tạo hình mình đánh giá Another DK ở tầm 9 điểm. Còn về phần sức mạnh, hắn ta mạnh còn vượt trội hơn so với DK, không chỉ bao hàm sức mạnh của DK mà còn là sức mạnh của DN cũng như Narutaki, thậm chí nâng nó lên một tầm cao mới khi điều khiển được tất cả những sức mạnh nói trên. Another DK cũng là một trong những Another Rider hùng mạnh nhất trong thế giới của Zio, và đó cũng là kết thúc cho video lần này về những Another Rider xuất hiện trong series Zio. Mình là Rider On, mong các bạn ủng hộ kênh Rider On này cũng như Rider On Shop trên Shopee của mình nhé. Thanh Quá Trinh cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy comment phía dưới nếu các bạn ý kiến khác mình. Thanh Quá Trinh, bye.